Xin chào các bạn, mình tên là Win. Thì hôm nay mình tiếp tục làm cái video trong cái chuỗi cái series mà chia sẻ những cái kinh nghiệm mà trong cái thời gian làm việc vừa qua mình đã được trải nghiệm. Và những cái kinh nghiệm này là mình đã trải qua và mình đã nghe những người bạn xung quanh của mình kể về những câu chuyện đó. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn để những bạn mới vào cái ngành chụp ảnh hoặc là ngành quay phim có thể rút ra được những cái kinh nghiệm mà khi mà mình gặp phải mà mình có thể xử lý được những cái tình huống đó. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là về cái việc mà làm sao để mình nâng cao được cái bucket, cái giá mà sau một thời gian mình làm việc dài thì mình muốn nâng giá nhưng mà mình lại bị chết một cái giá. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề này. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái câu chuyện của mình để cho mọi người hiểu rõ hơn là khi mà mình bắt đầu với nghề chụp với cái nghề chụp ảnh này từ năm 2013-14 thì mình bắt đầu mình tiếp cận với cái ngành chụp ảnh. Khi mà mình mới chụp bắt đầu chụp thì mình được tiếp cận và mình đi làm chụp hình hàng đêm ở các cái quán bar. Thì mình đã lúc đó thì mình cũng không có định nghĩa gì mà nó xa xôi hết, chỉ đơn thuần là mình học nghề rồi sau đó là mình được tiếp cận và bằng một cái cách, mỗi người có một cách tiếp cận thì mình tiếp cận bằng cái việc đó là để mình kiếm được tiền. Rồi sau đó, sau một quá trình mình làm việc á thì mình được nhận lương cứng, rồi tiếp tục cái bước đó là mình không có làm công ty nữa thì mình bắt đầu mình ra ngoài. Thì bắt đầu lúc đó là mình phải đi deal với khách hàng, đi gặp khách hàng nhiều rồi mọi thứ. Thì mình làm từ những lúc mà mình đi với khách hàng 500, rồi lên 1 triệu, rồi lên 2 triệu, rồi lên 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Thì khi mà mình làm với mức 500 ngàn thì mình sẽ có cái giá và mình sẽ có những cái gói. Thì với cái giá 500 nghìn đó mình nhớ là trong một cái show chụp của mình á thì nó sẽ bao gồm 2 tiếng và 500 nghìn. 500 nghìn cho 2 tiếng. Thì mình làm trong một khoảng thời gian khoảng 2 năm thì mình muốn nâng cấp cái giá của mình lên nhưng mà mình không biết cách nào. Mình đi hỏi các anh chị, các bạn bè xung quanh thì họ có chia sẻ những kiến thức đó, những cái kinh nghiệm đó cho mình. Thì để nâng được cái bucket đó lên á thì như cái video trước, video đầu tiên mình chia sẻ với mọi người á là mình sẽ mở một cái studio nhưng mà mình chỉ mở nhỏ thôi. Mình mở nhỏ để cho khách hàng tới ký hợp đồng. Rồi đó là một cái vấn đề, cái mở studio chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi, một cái góc nhỏ ở trong cái việc mà để nâng được cái bucket lên. Cái thứ hai là bạn phải nâng cấp cái thiết bị của mình. Cái thiết bị của mình là sau một quá trình mình chụp là mình đi từ con 5D Mark 1 là con đời đầu tiên của nó, của dòng Canon luôn. Là đời đầu mà giống như là đời đầu mà cao cấp á, của cái thời đó thì không có tiền. Thật sự là lúc đó mình không có tiền, mình chỉ có con 5D Mark 1 với lại con Sigma 30. Là mình bắt đầu mình lấy cái combo đó mình đi kiếm tiền rồi sau đó mình mới định hình là mình thích cái gì. Sau đó mình update lên 6D 24-70, mình update từ từ. Thì tới khi mà mình bắt đầu mình quyết định update á thì mình phải coi lại là cái thị trường, cái tầng lớp khách hàng của mình là ai, rồi mình update lên thì mình phải nâng lên giá lên bao nhiêu. Mình đã update thiết bị rồi thì lúc này là cái gu thẩm mỹ của mình nữa. Cái tiếp theo là cái gu thẩm mỹ, có thể là các bạn phải update cái gu thẩm mỹ trước rồi các bạn có thể update cái thiết bị sau. Thiết bị thì nó liên quan tới tiền, còn gu thẩm mỹ là liên quan tới cái mắt của mình và cách mình nhìn mọi thứ xung quanh để mình tăng cái sự sáng tạo của cái bộ não và đôi mắt của mình muốn tiếp nhận vô. Thì đó là ba cái, có thể gọi là ba cái yếu tố đầu tiên. Mình có thể chắc chắn với các bạn luôn, sẽ tới một cái khoảnh khắc các bạn sẽ bước tới cái việc là các bạn bị over luôn. Các bạn làm liên tục mà các bạn cảm thấy quá, rất rất là mệt. Nhưng mà các bạn không có biết cách nào để thoát ra khỏi nó. Thì đến cái bước đó là cái bước mà các bạn phải gọi là đi tìm những cái bạn để support cho mình, để mình có thể những cái bạn nó sẽ làm những công việc nhỏ hơn để mình có thể làm những công việc lớn hơn. Thì lúc đó là nó đã, khi đó là các bạn đã tuyển, gọi là có thể gọi là nhanh mà dễ hiểu là tuyển nhân viên đi.
thì lúc đó là bạn phải trải qua một cái thời gian khoảng khoảng 3 năm, 4 năm, các bạn đã rất là cứng trong cái công việc đó rồi. Thì bắt đầu là các bạn bị over, các bạn không thể nào một tay mà lo được nhiều việc. Thì lúc đó các bạn phải tuyển những cái người bạn, những người mà các bạn cần phải tìm để họ hỗ trợ cho bạn. Lúc đó là mình thật sự là mình muốn chia sẻ là các bạn khi mà bạn cảm thấy bị over rồi, các bạn nên nên tuyển thêm một người assistant để họ có thể là quản lý cái lịch, hoặc là có thể phụ bạn chụp hay là cầm đèn hay mọi thứ. Các bạn đừng nên tiếc tiền vào cái đó. Khi mà bạn tuyển một người, bạn sẽ cảm thấy rất là khỏe và cái công việc của bạn nó sẽ trở nên nó trơn tru hơn, nó không bị over. Một cái mà mình gọi là rất là tâm đắc và muốn rất là muốn chia sẻ với các bạn, và mình đã chia sẻ với rất nhiều bạn và những người em chụp ảnh của mình là cái thói quen và cái phong cách làm việc. Cái đó là xuyên suốt từ cái lúc mà mình khởi nghiệp, khởi sự cái việc chụp ảnh, là mình đã giữ được cái thói quen và cái phong cách làm việc như vậy, nên những người khách hàng của mình đến với mình họ rất là tin tưởng. Đó là cái việc là đầu tiên là cái thói quen của mình là làm việc đúng giờ, làm việc rất đúng giờ, có thể là đi sớm hơn khoảng 10 tới 15 phút để đợi khách hàng. Mình sẽ ví dụ một cái câu chuyện đi. Có một cái người khách hàng muốn book mình để làm, để chụp ảnh food cho cái nhà hàng đó. Thì họ hẹn mình khoảng 10 giờ, thì khoảng 9 giờ 45 thì mình đã có mặt rồi, để mình ngồi đó mình chờ và mình muốn xem nó xung không gian xung quanh để coi thử là mình có phù hợp với cái công việc đó, với cái job đó hay không. Sau khi mình vô, mình gặp, mình nói chuyện thì mình tận tình tư vấn cho cái người khách hàng đó, và mình đưa hết tất cả những cái plan mà có thể thực hiện được. Tại vì khi mà họ chọn như vậy á, họ sẽ cảm thấy sự gọi là tận tình của mình, và mình gọi là làm việc có tâm á. Mình làm đúng cái phần việc của mình và mình làm tốt nó, và mình làm việc đúng giờ, khi mà giao project là đúng ngày đúng giờ, thì chắc chắn là khi mà có một photographer nào hay là một người nào cạnh tranh bạn á, thì chắc chắn cái người đó sẽ quay lại với bạn thôi. Khi mà người ta thấy được cái khả năng của mình, thì chắc chắn là người ta sẽ tìm lại tới mình thôi, người ta sẽ không có bỏ mình. Cái thực sự và chia sẻ cuối cùng này á, là về cái thói quen làm việc á, là đúng giờ và tư vấn thật là tận tình. Nếu mà bạn không làm được cái điều đó thì có thể cái điều khác mình sẽ làm được. Thì cái điều đó là mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì đó là những cơ bản, gọi là những cái gạch đầu dòng để cho mình muốn chia sẻ với các bạn trong quá trình mà bạn khởi khởi nghiệp, trong cái quá trình mà làm về nghệ thuật, mà các bạn nên chú ý đó, để cho mình sau một thời gian mình làm thì mình có thể nâng được cái bắt kịch của mình. Thì đó là những cái chia sẻ của mình trong cái video này. Và nếu mà các bạn có những cái kinh nghiệm nào khác, các bạn hãy comment bên dưới để cho những cái người xem được cái video này á, họ có thể học hỏi thêm những cái kinh nghiệm của các bạn. Tại vì mỗi mỗi con người khi mà ra ngoài làm việc thì họ sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau và chia sẻ. Và hàng ngày mình cũng vẫn rất là muốn nghe những cái chia sẻ đó từ các bạn, các anh lớn của mình trong quá trình làm việc, để mình có thể rút ra kinh nghiệm và mình nâng cao được cái bucket và cái chất lượng của mình lên. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.